Nhà bà có hai đứa, đứa con dâu với đứa con gái. Đứa con gái thì chưa có chồng, đứa con dâu thì cưới mấy năm rồi mà không có con, bởi vì bà không có cháu ẵm bồng. Rồi hồi tuần trước bà kêu tôi chở bà đi lên chùa xin con giùm nó. Ừ, vậy đi, đi chùa xin đi. Cái gì chứ biết trên biết dưới vậy là tôi chịu nè. Tin tưởng khấn vái vậy á, nhiều khi ở trên người ta thương, ta thấy tội nghiệp, ta cho, hiểu không? Tôi với bà hồi đó cũng cầu xin khấn vái vậy giờ mới được hai cục ngồi chổng đó. Thôi giờ hai vàng ngồi trò hỏ không ai nuôi rồi. Đi giờ. Đi đâu vậy? Ruộng chi đâu? Ê, trở lại. Chuyện ta xong rồi tới chuyện tôi với ông nè. Cái gì? Ra ruộng tối ngày. Ông kiếm việc khác làm giùm tôi một cái được không? Nói gì vậy? Tôi ra ruộng tôi cũng làm việc, tôi cũng kiếm tiền chứ có đi chơi đâu, nói gì kỳ vậy? Thời buổi bây giờ người ta làm việc bằng cái đầu. Ai đâu như ông ra ruộng cầm len cầm cuốc tối ngày. Tiền thì ba cọc ba đồng. Ê ê ê, nói chuyện uống lử 7 lần rồi hả, nói nghe chưa? Bộ làm ruộng làm vườn không phải công việc hả? Đừng có khi dễ kiểu đó, nghề gì không nghề. Đừng có ăn cướp ăn trộm của người ta là được rồi. Kiếm ra tiền nuôi vợ nuôi con là được rồi. Ra tiền hả? Ông làm được nhiêu tiền? Ông có lo đủ cho hai con không? Alo, đang chứa lộn với thằng chồng. Ừ, bao lô cho tôi đi, chút xíu qua trả tiền. Đó đó đó, làm nhiêu tiền không đủ mà đánh đề nữa đó, lo cho hai nhỏ. Đánh đề là cái nghiệp của tôi bị nghiệp, tôi bỏ không được. Ông không biết thông cảm hả? Nói chuyện nghe tội hay ghê không? Tôi không tội chứ ai tội. Ừ, tội, tội lỗi đầy mình á thì có. Ông coi lại ông đi nghe. Thằng Long thằng Hùng kìa, bằng chanh lướt của ông kìa, làm chủ hết trơn rồi kìa. Còn ông thì sao? Nghèo sơ nghèo sát. Kiếm tiền không đủ tôi đánh đời mà. Thời buổi bây giờ người ta làm việc bằng cái đầu. Ai đâu như ông ra ruộng cầm len cầm cuốc tối ngày. Tiền thì bắt cầm ba Hay đồng. ho vậy? Làm việc bằng cái đầu. Làm việc bằng cái đầu thì chân tay nó đỡ cực. Còn làm việc bằng chân tay thì cái đầu nó đỡ cực. Cũng vậy thôi. Gì mà la lối. Tối ngày làm việc bằng cái đầu. Làm việc bằng cái đầu. Tại người ta không làm thôi chứ ai làm không được. Làm chủ hả? Tôi cũng chủ vườn nè. Làm việc bằng cái đầu. Làm việc bằng cái đầu. Làm việc bằng cái đầu. Không như thế này làm là còn cực hơn bằng tay nó cũng sung sướng gì đâu, ủi đầu không luôn nè, bắt việc cái đầu. Trời nắng quá ông lên cơn hay vậy? Tôi đang làm vườn mà làm vậy, làm vườn làm gì ủi hủi như heo vậy? Mà nói làm việc bằng cái đầu, tôi làm việc bằng cái đầu rồi nó còn đầu gì nữa. Hết chửi thật chứ, nói chửi tôi mà ra đây làm chi? Con bà Sáu hồi nãy tôi nói với ông đi chùa sinh con đó. Có con rồi. Cái gì? Mới có một tuần có bầu nhanh vậy? Ai biết. Cái này mới ngộ nè. Bà sinh cho con dâu bà có con. Mà giờ con gái bà có bầu. Vậy mới ghê. Thôi rồi. Bà đi sinh con, bà gái bà có sinh cho con nhỏ nào không? Hình như không có gì á. Rồi xong. Bà gái bà không sinh cho con nhỏ nào, tên tuổi đàng hoàng. Người ta cho lộn rồi chứ gì. Ừ há gì. Đi qua bển liền đi. Kêu bà đi với lại. Lẹ đi. Ê ê. Kêu bà gái tên tuổi đàng hoàng nghe không. Bà gái không tên không tuổi. Người ta cho lộn qua nhỏ cái của bà là nó sinh đôi luôn đó. Rồi rồi rồi.